ơi em bạn ơi, bà không có chuyện gì làm mà tối ngày bà đi canh tôi ăn rồi bà quay hoài vậy bà. Anh kêu anh mà tên đi. Cái gì? Mà ra nói anh đặt tên mà. Không phải, thì mình có làm vậy. Tại vì thì nói tôi là thì một ngày thì đang một cứng thôi. Thì đang giảm cân. Mày ăn cứng. Rất là nhiều ngày sĩ ở đây, tôi không muốn làm thì bị quên. Một ngày đang một cử rồi. Hồi sáng thì đang cơm tắm 160 ngàn rồi. Mà bây giờ thì ăn thêm một tô bún bò nữa. Mà cái tô là nó như vậy. Cái này nó mua về ăn sao ăn vậy chứ bây giờ trợ lý nó mua để ăn không ăn phụ lòng nó. Nguyên tôi hỏi nè, cái tô này là có double thêm thịt không? Dạ, có thêm bắp đúng không? Có bò đúng không? Mày chán sống á? Không phải là chán sống đâu, tôi nói thì xịn mới chán sống á. Thì tập thể dục xong rồi xịn gầy nè, không mà ốm nổi. Đạm, cái này PT nói là đạm là được. Đạm là thịt thôi còn xịn ăn bún kìa. Bún nó ngon hơn. Vậy để coi nha. Bún bột Huế cái dòng bún nó ngon hơn dòng thịt. Coi mày ốm cỡ này. Mày vô lên đi. Cái đó ai? Mày đừng có nói là của mày. Bây giờ mày nói thiệt lòng đi, không sao hết đó. Của em. Em định mời. À, định. Em định thử. Vậy thì anh không ăn đâu chứ. Không ăn đâu, bà cái quỷ đi dở ẹt à. Ok ok. Anh thắp sau lưng cho anh kìa. Anh ăn cái gì nè? Cơm này là cơm chiên. Mấy giờ chăm coi mẹ mấy giờ? 8 giờ 45. Đây là cơm chiên rau. Đây là cơm sốt xoài. Cầm gì mày cái mắt. Bao nhiêu con quỷ vậy? Tao mở tôi ăn mày nó mấy con quỷ đi báo, báo pha báo phải không? Quay ra sau lưng nè, quay bà quay cái máy ra sau lưng nè, coi nguyên một đám nè. Nó đau tim thì mới có một mẹ chục triệu chứ đâu mà ra. Mà bây giờ cái ghê nhất là sẽ đang bữa thứ mấy rồi. Tôi là sợ vợ, vợ tôi đói, là vợ tôi kêu ăn mà tôi sợ nó ăn không hết, tôi bỏ mướn đồ ăn là tôi phụ thôi. Có không Harry? Hay là em ăn bình thường thôi, em kêu bình thường đúng không? Chơi em kêu có một món à. Là một món vịt quê Bắc Kinh hồi nãy thôi đúng không? Đúng một món. Những cái món này là ai kêu? Không biết. Mà quan trọng là vậy nè, vịt quê Bắc Kinh dầu mỡ thì hết nè. Mì hết mà ra mà cái heo thì mà ổng sẽ, ổng quỷ là ổng sẽ ăn á, chỉ còn. Còn đồ chiên là hết. Dạ em quay không nhớ là cái đầu, cho em xin cái đầu, nó xin cái đầu. Ông mời. Tôi mời nghệ sĩ đã ăn bên này. Và mặc dù là nghệ sĩ của Bông Phúc nghe nói là nổi tiếng của tập gym nhưng cũng ăn không còn một miếng. Nhưng mà chị có nghe không? Quan trọng là ảnh có tập gym. Dạ. Chị nghe nó. Tôi cũng có tập, tuần có tập 2 lần. Người ta là 6 múi, chị nhìn người ta kìa, mặt người ta thon như vậy kìa, xin kìa. Em ơi. Trời ơi trời, sao tôi tức ghê, mỗi lần tôi ăn là có con mẹ này tôi mà bà có canh sao mà hay thiệt luôn á, tôi tức dễ sợ. Con mày... nào mát nhạt, con nào vậy? Mày phải không Nguyên? Mấy giờ? Trời đất ơi, 9 giờ tối đến nơi mà còn ăn đến cái cỏ như vậy luôn á. Xá xíu. Xá xíu nè. Nguyên mà ăn bơ hả? Xíu. Này bơ bơ bơ. Này sốt xoài, ăn con tôm á. Nè ăn không? Nè, cái người quay ăn miếng đi. Tôi quay tôi mới mạnh miệng tôi nói được. Quay không? Ăn miếng đi. Không. Chết rồi. Không. Chết rồi. Đi ăn không, miếng đi. Không. Chết ra. Để làm nè. Từ sáng giờ ăn nữa cho bắp quý vị. Từ sáng giờ ăn nữa cho bắp. Cuộc đời bà không thể là cùi bắp vậy được. Không, không. Tôi cùi bắp như vậy tôi đang giảm cân. Harry em nói là em ăn vịt quay Bắc Kinh thôi mà sao vậy em ăn liên lệ vậy. Hồi nãy giờ chị quay em không á. Dâu. Cái gì? Dâu. Rau hả? Dâu chị. À trái dâu hả? Không, em đừng có nói là chị trái dâu. Hồi nãy giờ là chị quay em ăn rất nhiều mì. Chị có quen mà. Dâu liên quan gì? Lén lút này giấu giếm chị nãy giờ là bà. Nó là nấm, nó không phải mì. Ngu lắm cũng biết là mì á, mày gì? Mày dối gian chi vậy vợ? Ồ, tại sao nó có thể nghĩ sao là mình ngu vậy? Sao mày sĩ bây giờ lại còn nói dối mà làm như người ta khùng, tao không biết đây là mì vậy trời. Không, hồi nãy tôi còn tưởng là không lẽ là nấm kim châm mà nó ăn ngon vậy chứ hả? Ờ. Đang ăn rồi mà còn dối gian nữa, xạo nữa. Ông xìm đi, ổng tự nhận luôn là ổng ăn nhiều mập. Ổng tự nhận hết tất cả. Chó rồi xìm ăn không thì nói thiệt luôn á. Cái gì mà đi tập gym mà đánh cầu lông xìm cứ làm mấy chuyện này hoài có coi thiệt chứ. Nhưng mà bây giờ không ăn không được. Chèm yếu rau, quá. Rau, 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 chèm rau. Yếu quá quay không nổi nè.